Yêu anh em dám không? Anh đây bán luôn hai quả sầu, lên đẹp cả anh rất ngầu. Và em chào anh đã dành cho bạn em một cuộc sống muôn màu. Hello, em là ai? Hello, anh là ai? Look around. Rồi nhìn thế thác là không nổ nữa. Anh là no, gọi là có, thấy là đẹp, nhìn là nghiền, nhìn là nghiền. Và anh là Nại JC Hưng from FB4. Em yêu anh không? Bạn đi đây mà anh hay trong mong. Nhưng lúc bên nhau sao vội vàng. Oh em yêu anh không? Anh không chắc em có thể rời xa anh. Nhưng em biết một điều là em không thể quên ai. Trả lời xe đi, bây giờ anh chỉ là anh nhầm nhỉ. Không phải rút, chị cũng mừng. Cuộc đời có lúc không như ta luôn chờ mong. Làm việc tốt thế mà sao cứ long đong. Đừng vội chán ngán, chưa nên buông xuôi là xong. Vì đó là việc ta nên làm. Đầu đường cuối xóm chẳng mấy ai hiểu được ta. Ngày ngày tháng tháng chỉ thấy những phong ba. Anh là chồng mình. Trách mau ta còn tìm ta bao nhiêu. Chỉ vì ta không biết may mắn. Yêu anh em dám không? Không bao giờ.